cẩm tú mai bầu bé nhá bạn nhá. Đây là những cái cây bầu bé. Nói là bé nhưng chả bé tí nào. Cây cao khoảng tầm 20cm ạ. Bầu này khoảng bầu 7-8 gì đấy. Rất là và đẹp. Số lượng thì nhiều vô biên. Cái hàng mà non non như này cũng có này. Hàng to hơn như này cũng có. Các bạn muốn thích lấy hàng nào thì mình sẽ xếp cho hàng đấy. Thích cây non hay là thích cây mà đẹp luôn, trồng một phát được nghiệm thu luôn thì mình sẽ xếp cho các bạn. Còn nữa là ngoài cái hàng bịch bầu như này, nhà mình còn có cả hàng cây cẩm tú mai mà hàng nhổ ạ, bán theo khóm. Cái đấy rất là dễ, có nghĩa là như này vận chuyển đi xa ấy, thì sẽ đóng gói được nhiều. Ví dụ như vài vạn ấy thì xe chở vô tư, nhưng mà ví dụ nếu mà mình mua số lượng lớn như này, cây công trình mà chở đi xa, ví dụ Hà Giang, Tuyên Quang giống như các đơn hàng mình cũng hay thường bán ấy, thì cái cước vận chuyển nó rất là lớn. Nhưng mà cái hàng nhổ ấy, các bạn có thể xem ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái cây cẩm tú mai hàng nhổ ạ. Thì xếp vào túi rất là dễ dàng luôn. Tốn ít diện tích. Còn cái cây này tùy từng đặc điểm của các cây, cây này thì không thể nào chết được. Đó là về bạn cũng chẳng thích trồng luôn, để một tuần nữa. Nhưng mà phải giải ra, không để trong túi ly lông, giải ra thì cứ tưới vào thì vô tư luôn ạ. Tuần nữa các bạn trồng cũng chả sao. 0977973535 bạn ạ.